Tiếp tục chương trình sẽ là một số những tin tức dự báo thời tiết đáng chú ý. Và chị Lan Chi ạ, đêm qua đến sáng nay thì ở Trung Du và vùng núi Bắc Bộ có mưa rất là lớn, và tình hình mưa sáng ngày hôm nay sẽ như thế nào? Xin mời chị. Vâng, anh Sơn Lâm, từ đêm qua đến giờ thì mưa to đến rất to đã xảy ra ở Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Yên Bái và Quảng Ninh, với lượng mưa đo được là từ 75 cho đến là 132mm. Mưa lớn ở Lào Cai đã khiến quốc lộ 4D đoạn đi qua xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai ngập sâu, khiến cho giao thông ở đây bị chia cắt. Còn trên đường tỉnh 159 huyện Bắc Hà thì có 3 điểm sạt lở, hiện ô tô không thể lưu thông được, còn xe máy lưu thông khá là khó khăn. Dự báo từ giờ đến sáng mai thì ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh thì sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to. Trong đó vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực đồng bằng thì lượng mưa phổ biến là từ 30 đến 60mm và có nơi mưa vượt 100mm. Những khu vực còn lại của Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nơi mưa vượt 70mm. Mưa lớn nhiều ngày cũng dễ gây ra sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ và Hòa Bình. Với thủ đô Hà Nội thì mưa có khả năng xảy ra cao nhất vào chiều và tối nay với xác suất là từ 60 cho đến 75%. Và do trời nhiều mây, có lúc có mưa cho nên thời tiết dịu mát, nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt quá 31 độ C. Tại thành phố Hồ Chí Minh, khả năng chiều nay có thể xảy ra mưa to gây ngập cục bộ. Thế còn từ nay cho đến chiều thì trời sẽ có nắng, nhiệt cao 33 độ C. Quý vị sẽ cảm thấy hơi nóng. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý tôi muốn gửi đến quý vị.